À, xin chào các bạn nha, welcome back to my channel Cường Kết Thúc Official nha. Các bạn thấy trên tay mình là gì không? Trên tay mình là một cái bịch ốc hương nha, mình mới mua thất thời luôn. Đây, cái ốc hương này là còn tươi sống luôn nha, gọi từng con luôn á. Thì hôm nay mình sẽ làm món là ốc hương chế tạo cho các bạn nha. Trước khi chế biến là mình sẽ rửa sạch nha các bạn, mình sẽ đổ ra đó, các bạn thấy không, nhìn rất là ngon không? Đây, từng con nè, rất là tươi luôn á. Đây đây. Rồi, ốc hương sau khi mà mình đã làm sạch rồi á thì bây giờ mình sẽ đem đi hấp nha các bạn. Mình hấp cách thủy khoảng 5 đến 10 phút thôi để cho là ốc nó chín sơ. Sau đó là mình đem đi cháy tỏi. Rồi, trong thời gian mà chờ đợi món ốc của mình nó chín á thì mình sẽ làm món nước chấm nha các bạn. Thì mình sẽ làm nước mắm nó chấm là chua chua ngọt ngọt cay cay nha. Thì thành phần của mình là thay vì mình có muối tiêu chanh đó, thì mình sẽ bỏ muối tiêu chanh. Còn cái này thì mình sẽ sử dụng là chẩm chéo nha, đặc sản của Tây Bắc nè. Thì cái này nó sẽ có là mắc kén nè, muối, ớt và lá chanh, và nó có vị chua chua ngọt ngọt. Thì mình sẽ dùng cái này thay cho là muối tiêu chanh nha. Rồi một chút xíu đường, một chút xíu ớt xay nè, với lại là một chút xíu hạt nêm nữa là xong. Đây, cái nồi mình sau khi mình hấp được 15 phút các bạn thấy không? Đó, nó đã, mình nghĩ là nó đã chín hết rồi nè, cái mài nó đã bung ra rồi. Đây, đây, đây. Nóng quá đó, cái mài nó bung ra rồi, bạn thấy không, nhìn hấp dẫn không? Rồi bây giờ mình sẽ lấy món ốc này ra, sau đó là mình đem đi mình chế tỏi nha các bạn. Đây, để làm món ốc hương chế tỏi á thì mình thay vì mình sử dụng dầu ăn á thì mình sẽ sử dụng là món tép mỡ này nha các bạn, nhìn rất là hấp dẫn và thơm luôn á. Cái này mới đúng là cái nguyên liệu mà hồi xưa giờ mình hay ăn nè, là món mỡ heo chứ không phải là món dầu ăn nha, ép từ thực vật nha. Đó, mấy bạn thấy cái miếng tép mỡ này nhìn đã không, rất là thơm luôn. Mình bỏ một chút xíu tỏi vô nữa, sau đó mình để phi cho nó thơm lên rồi mình sẽ bỏ món ốc hương vô nha. Đó, thì mấy bạn thấy nhìn đã không, thì ốc á là nó sẽ có ra nước nên là mình sẽ chiên với lại mình sẽ chế tỏi với lại cái lửa thật là cao nha các bạn, để hạn chế cái vấn đề mà nó ra nước. Rồi bây giờ ốc của mình đã thật sự là rất là thơm và chín rồi nha các bạn. Này, cái nãy các bạn thấy nước không, bây giờ chỉ còn lại dầu thôi, tức là nó đã khô lại rồi và rất là thơm luôn. Bây giờ mình sẽ đổ ra dĩa và thưởng thức nha các bạn. Rồi mình mời mấy bạn thưởng thức với mình nha. Bây giờ mình sẽ review cái món ốc hương chế tỏi của mình nha, các bạn thấy không, đã không, quá đã luôn. Cái phần ốc hương này mình mua tới 1,5 kg lần, 1,5 kg thì nó ra tới hai dĩa. Thực sự là cái này là tới 3-4 người ăn nha. Mình đi mà quán nhậu á, mình kêu á, ví dụ một dĩa này đi thì nó phải một dĩa ốc hương á, chắc khoảng chừng 1/4 cái này thôi. Nói ra là 8 dĩa nha các bạn. Mà ốc hương bán mắc hay rẻ là nó tùy theo vào size của ốc hương nha. Tức là ví dụ như size 50 con, 30 con, 100 con hay gì gì đấy. Chứ ốc hương là nó không hề rẻ nha các bạn. Ốc hương thì rất là mắc. Đây, bây giờ mình sẽ review thử cho các bạn xem nha. Bây giờ mình sẽ review cho mấy bạn coi nha. Trời ơi, nó ngon. Thơm phức luôn. Nó giòn, nó thơm. Còn nước chấm này là chua chua ngọt ngọt cay cay, mặn mặn. Bạn thấy cái kia không? Chiên dài lấy ốc của mình nha, rất là ngon luôn. Cái này có thêm một lon bia nữa là đúng bài luôn các bạn. Lâu rồi mình không có quay clip mà ngồi review đồ ăn. Có bạn nhớ cái ớt không? Và sự cái ớt nó lùng sủng, cái lá bự nè. Giờ nó cao qua khỏi đầu mình luôn rồi. Nhưng mà mình trồng ở trong nhà, mình đi làm là mình đóng cửa lại nên là mình nghĩ chắc là nó cũng không có ra bông đậu trái gì hết. Nó chỉ có là tốt thôi. Ớt này chắc là vài bữa mình làm mua gà gì hấp, làm gà hầm lá ớt ăn quá. Chứ còn trái là chắc là không có đó. Mấy cái hải sản này ăn càng cay càng ngon. Cái xe ốc này ăn cũng vừa nè, mặt lớn hơn chút xíu. Còn nếu xe ốc nhỏ quá thì ăn nó không ngon, mặt lớn quá ăn không đã. Cái còn tầm 20-30 con ký lẻ có chút xíu hết trơn, chưa đã miệng là đã hết rồi. Còn cái này khoảng chừng 100-120 con một ký. À, mình mua cái này là 250.000 một ký nha các bạn. Mình mua tầm gần 100, gần 1,5 kg đó.
còn nhiêu mình mua hết. Nhiều bạn cũng thắc mắc đó là sao một mình mà ăn nhiều. Đấy là một cái thói quen gia đình của mình, tức là thích cái gì là ăn, sẽ ăn cho ăn rồi để ngán không ăn nữa, chứ còn ăn mà ăn hết rồi miễn còn thèm thèm để ăn lần sau nữa thì không có trong khái niệm trong đầu của mình, tức là thích là phải ăn cho đã, chứ còn ăn mà nhín nhín ăn lần chút mà để lần sau ăn nữa là mình không ăn được luôn, thà là mình không ăn, còn ăn là ăn cho đáng. Cái cây lễ này nè, bằng inox nha các bạn, mua để chiên da lễ ốc thôi, nên là buồn buồn chọt chọt ăn mà nhanh quá chọt thì chúng cá là chảy máu luôn á. Rồi mình xin kết thúc video đây nha, để mình tiếp tục ngồi chiến đấu nha các bạn, chứ ăn hết cái này chắc cả tiếng á, ngồi nói chuyện thì không biết chuyện gì để nói hết. Mấy bạn xem mà thấy hay nhớ subscribe, đăng ký, like và comment chia sẻ cho video của mình nha. Thì kênh của mình là Cường Kinh Cúc Official nha các bạn. Hẹn gặp các bạn những video lần sau nha. Xin chào nha.